Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hàn lại cái bình của mình. Cái bình chứa nước để xịt phân thuốc của mình đó. Nó bị nứt ở đây nè. Thường cái bình này á là nó sẽ nứt ở những cái kẽ tiếp xúc giữa cái gờ với cái bình. Thì sẵn tiện mình hàn á thì mình sẽ quay clip mình chia sẻ cái cách hàn như thế nào để cho mọi người cùng tham khảo. Nếu như mà mọi người ở nhà mà có cái bình hoặc là cái phi mà bị nứt hoặc là bị lủng thì cũng có thể hàn theo cách của mình cũng được. Và cái chi phí của nó rất là rẻ, chỉ cần có mua một hộp keo với lại một cái dao rọc giấy khoảng chừng 50 ngàn là mình có thể hàn được cái bình này nha mọi người. Thì cái giá thị trường của cái bình này á, nếu mà 1.000 lít thì nhựa bình minh á, thì cũng tới 1 triệu mấy một bình rồi. Thì mình để tận dụng lại thì mình sẽ hàn lại mà mình sử dụng. Thì cái ưu điểm của nó là rẻ và là rất là chắc chắn luôn. Thì sau đây mình sẽ hàn thử cho mọi người cùng xem. Và mình sẽ test cái kết quả của nó chắc như thế nào. Đây là cái vết nứt trên cái bồn của mình. Mình có thể đâm cái dao rọc giấy vào cái bồn luôn nè, xuyên qua đó. Thì trước khi mà mình hàn, giờ mình sẽ chà cho nó bóng ở cái vị trí tiếp xúc để mình lát nữa mình có thể bôi keo cho nó bám dính, nó sẽ dính chặt hơn. Ok, mọi người chà như thế này là sẽ được rồi. Nó vừa sạch. Và bây giờ mình tiến hành xử lý cái mặt nứt ở phía bên trong. Thì cái lớp nhựa ở phía bên trong này á là một cái lớp nhựa màu trắng xốp, nó không có bền bằng cái lớp nhựa màu xanh ở ngoài. Cái mục đích của cái việc mà làm cái lớp nhựa màu trắng bên trong này là tạo cái bộ khung để cho cái bồn của mình nó cứng hơn, nó không bị mớp. Thì cái vết nứt này mình sẽ dùng dao, mình sẽ rọc ra hình chữ V cho cái miệng của nó bự lên, và mình rọc hết cái lớp nhựa trắng thôi. Tới cái lớp nhựa xanh là mình chừa lại, mình không được rọc phạm vô cái lớp nhựa xanh. Mục đích của mình rọc là khi mà mình trét keo á, cái bề mặt của tiếp xúc của keo với lại nhựa màu trắng này nó sẽ rộng, thì cái áp lực khi mà mình bỏ nước vô, cái áp lực của nó sẽ mạnh. Thì cái lớp tiếp xúc rộng thì nó sẽ cản được cái áp lực đó, nó sẽ không làm cái vết nứt của mình bị xì nước nữa. Thì vết nứt tới đâu thì mình sẽ cắt tới đó. Mình sẽ vát tà ra, không vát sâu quá. Sau khi vát thì mình sẽ lấy giấy nhám mình chà lại cho nó bóng. Sau khi mình đã gọt bớt cái lớp nhựa màu trắng, tạo nó một cái rãnh nhỏ gần tới cái lớp nhựa xanh, thì mình dùng giấy nhám mình chà để cho cái mặt mình mới cạo nó sẽ nhẵn lên, nó sẽ ăn keo.
mình sử dụng đó là keo AB để dán nhựa. Thì mình có thể mua cái keo này ở những cái tiệm mà bán ống nước hoặc là đồ dùng điện đồ, với giá thành là khoảng 30 ngàn cho một cái hai cái tiết keo AB này. Thì bây giờ mình sẽ mở ra mình pha. Nó có cái ngăn này để mình pha nè. Thì mình với cái lượng nước ít thì mình sẽ pha ít thôi. Mình sẽ pha khoảng chừng 1 phần tư của cái lượng keo này thôi. Để vào mình để dành, còn lại mình để dành sau này nếu mà có sử dụng cần đến thì mình sẽ lấy mình xài và không cần phải mua. Keo mình sẽ pha trộn với cái tỷ lệ là 50 50, 50A và 50B. Bây giờ mình xịt cái A ra trước. Rồi mình sẽ bỏ cái keo bơi vào. Người ta cho mình cái cây trộn mà để mình trộn lên. Trộn đều hai hỗn hợp keo này lại với nhau rồi mình có thể trét lên được. Bây giờ mình sẽ tiến hành trét ở ngoài trước. Cái vết nứt nứt đến đâu thì mình trét ở đến đó. Ở ngoài này mình trét cho nó tà tà ra theo đường rãnh của bồn. Ngoài này mình trét để cho nó khỏi nhìn thấy vết nứt thôi, chứ quan trọng là cái phía bên trong nó sẽ chịu áp lực nước nhiều hơn. Mình trét từ dưới mình trét lên. Bây giờ mình sẽ trét ở phía bên trong. Mình sẽ trét cho cái mặt bề mặt nó rộng rộng ra, cái bề mặt tiếp xúc rộng ra để cho cái vết vết hàng của mình nó chịu được áp lực của nước, không bị nứt. Sau khi mà mình quét cái lớp keo đầu tiên thì mình sẽ để cho cái lớp keo này trong vòng khoảng 20 đến 30 phút để cho cái lớp thứ nhất này nó khô đi, rồi mình sẽ quét thêm một cái lớp keo thứ hai để cho cái vết nứt của mình nó chắc chắn, nó sẽ không bị rỉ nước ra bên ngoài. Ok, sau khi đợi 30 phút cái lớp thứ nhất nó khô rồi nè, rồi mình tiếp tục bây giờ mình sẽ quét lên lớp thứ hai. Lớp thứ hai lại cái bề rộng của nó sẽ rộng hơn lớp thứ nhất một xíu. Thông thường thì sau khi quét lớp thứ hai thì mình sẽ để 1 tiếng đồng hồ sau mình sẽ cho nước vào, nhưng mà để cho an toàn hơn thì em sẽ để khoảng chừng 3 4 tiếng đồng hồ. Chiều nay em sẽ cho nước vào để em tưới tưới phân cho cây mít. Lúc đó em sẽ quay em test thử cho mọi người xem luôn. Đây mình đã đổ đầy nước vào cái bồn mà mình mới hàn rồi nha. Thì mình cũng đã đổ đầy nước và mình để khoảng 2 3 tiếng đồng hồ rồi. Thì coi thử coi nó có chảy hay không. Vết hàn nó vẫn không chảy.
đá thử. Đá thử. Mình đá thử, mình đấm thử nó vẫn không không nó vẫn không chảy nước. Lấy chân đá, đá nó vẫn không bị hở ra. Ok, như vậy là mình đã hàn thành công rồi. Thì mọi người cứ, nếu mà bị nứt cái bồn, mọi người bị nứt hay là bị lủng gì thì mọi người cứ thử hàn giống như em, đảm bảo chắc chắn được. Clip chia sẻ của em đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo nha.